giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi, hôm nay em giới thiệu một cặp luôn. Gọi là một cặp của Piaggio. Đó, một cặp của Piaggio. Đời cao nha. Đời cao biển số Sài Gòn luôn. Đó. Rồi, đầu tiên em giới thiệu chiếc Liberty trước nè. Liberty này là xe nhà chạy luôn. Xe nhà em hồi xưa giờ chạy. Đó. Dàn áo này là màu trắng nha mọi người, cái này là dán keo trong nha. Bao anh em lột keo luôn. Anh em có nhu cầu là lột keo luôn nè. Tại vì xe nhà em chạy nên tụi em kỹ lắm, tụi em dán vào trong luôn. Xe này 2019, biển Sài Gòn em bán là 34 triệu 800 ngàn thôi. Liberty nha, mẫu Liberty này anh em Hà Nội chạy rất nhiều nha. Mẫu Liberty mà đời cũ á, hot lắm. Nên anh em nó nam tính này kia nè. Đó, nữ chạy cũng ok nữa. Nữ có thể chạy Vespa hoặc là chiếc này cũng ok nữa, quá đẹp luôn. Không có gào nha, máy không có gào như mấy máy kia đâu. Đó nè, cái logo này còn chưa lột keo luôn nè mọi người. Đó, ấy cái logo chưa lột keo luôn nè. Chưa lột lớp siêu á. Đó, 2019. Bao tay Piaggio nè, bao tay nguyên zin nè. Đó. Lớp sơn nẹp xi này kia là còn đẹp long lanh không có cả gì nè. Đó, thấy không? Quá rẻ luôn, 34 triệu 800 ngàn một con 2019 nè. Đĩa thẳng băng, ốc tán sáng chân nè mọi người, thấy không? Đó, mọi thứ là còn đẹp long lanh hết. Nè. Để phục này còn đẹp hết nè. Quá rẻ, một đời cao, biển số Sài Gòn nữa. Liberty nha mọi người, Liberty. Nè, bộ tem của nó nè. Này. Tem nổi nè, logo nổi nè. Đó, mọi người thấy không? Cái lớp keo trong này tụi em này đó, lớp zin của nó nằm dưới, cái này là lớp keo trong ngoài. Xe nhà nên em giữ kỹ lắm. Đó. Biển số Sài Gòn luôn. Mấy xe Tay Ga này thì em giới thiệu nhanh gọn lẹ nha mọi người. Không có gì đặc biệt lắm, tại vì để dành cho mấy chiếc mô tô, để sân chơi cho mấy chiếc mô tô. Đó, mọi người thấy không, trong ngoài là còn đẹp lang can hết, không có gì để chê hết nha. Đó, các chân nè, ốc còn chưa mở rồi nè, ốc các chân này kia, ốc chân áo các chân nè. Đó, đây chìa khóa là như chìa khóa hít luôn nha mọi người, chìa khóa hít luôn. Cốp này kia nè, bự rộng rãi nè. Xe này mấy bạn nữ chạy là quá đẹp luôn. Nhẹ gọn đẹp nữa, màu đẹp nữa, màu sáng. 34 triệu 8 ngàn. Ngang cửa con Vision thôi nha. Còn đây có cái học đó nè. Mà tay em hơi vướng.
em hơi vướng, mở sao em quên mất tiêu rồi. Đó, để đồ này kia, chở con nít này kia thoải mái nè. Cái xanh sàn chất rộng nè mọi người. Đó, sàn chất rộng lại thoải mái nè. Quá rẻ luôn nha, 34 triệu 800 ngàn một con Liberty. Xe đăng ký 2019, biển số Sài Gòn. Đó, mình thấy không? Tiếng máy êm ái luôn, máy móc êm ru à. Đó, mốt nè, công tắc chỉnh mốt này kia nè. Ô đồ mới có mấy ngàn nè. Đó, tàu quá dễ bự luôn. Bát sinh này kia, cùm này kia mà thứ đẹp nè. Lớp này là lớp lớp xanh xanh nè, là mũ nhám xanh nè. Đó, máy đang chạy nha mọi người. Đó, máy đang chạy nghe em ru à. Rồi, tay ga đi nhanh ngon lẹ thôi. Liberty máy 125 nha mọi người. Đó, IGS nè, máy IGS giờ nha, không phải là máy đời cũ đâu. Đó, phuộc này kia là mọi thứ là còn keng xe ben hết nha. Đó, rồi em qua chiếc Vespa Thành Thánh này. Vespa nhiều người chuộng rồi. Xe này đăng ký 2018, bị Sài Gòn, 125 ABS, IGS nha, máy IGS nha mọi người. Đèn vuông, giá là 55 triệu 800 ngàn. Màu đỏ bọc đô, mâm đen, đẹp xi đen nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Còn keng xà beng hết nha. Đó, mọi thứ là anh em mua về đổ xăng thêm mà chạy thôi. Còn ấy thì em đổ thêm. Ê, cái này là cái vết vít nha, dính hơi dơ xíu, sorry nha. Đó, sao cái chỗ này chưa ra? Tại vì xe này em chân ở trước này nè, nên hơi bụi nha. Thường thường em quay nhưng mà cái chân này em quên quay. Bây giờ cái chân ở ngoài này nè, thì nó hơi bụi ở đây nè. Đó, còn cái dàn trong này có kiến thì nó đỡ hơn, nên nó hơi bụi nha. Anh em nhìn nó bụi bụi xíu nhưng mà bánh đẹp, bánh keng làng keng xà đen. Nè, bao tay vết ba zin nè. Đó, hai chìa nè, hai chìa chìa hít nè. Thấy không? Đó, phuộc trước quá trời đã luôn. Nè, một phuộc một bên nè. Đĩa thẳng băng nè, thấy không? Đĩa thẳng ốc tán sáng nè. Mét 3 mình đồng da sắt. Con này là chạy sang chảnh rồi. Hiện giờ có là SH với lại Mét 3 là nắm đầu rồi. À, yên độn lên đó nè mọi người. Đó, yên độn nè. Ngồi nó cực êm luôn. Đó, quá trời đẹp luôn. Cốp bự rộng rãi luôn, cốp quá trời bự luôn. Màu đỏ nha, đỏ này giống đỏ candy hay gì á. Máy IGS nè, đó, động cơ IGS nè. Anh em nào có thể tham khảo động cơ IGS, máy nó sẽ mạnh với lại nó êm hơn nha, so với lại là động cơ thường. Đó, vỏ này kia là êm ái hết, đẹp len keng xà đen. Giá 55 triệu 800 ngàn thôi, đăng ký 2018, đời cao. Nè, nắp bô này kia nè, mới tinh sáng chói. Vespa Sprint gì đó. Rồi, quá trời đẹp luôn nha. Anh em nào có nhu cầu muốn trao đổi xe, giao lưu xe thì có alo em. Hai dòng xe gọi là hot nhất bây giờ của Piaggio, sang chảnh đẳng cấp. Thấy không? Quá trời đã luôn. Chỉ có 55 triệu 800 ngàn thôi. Một con Vespa Sprint màu đỏ. Em quay chi tiết cận cảnh cho mọi người xem nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Rồi, ok, chào em nha anh em nha. Rồi. Rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe.
Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Đi mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mboss nè, có ba hình thức trả góp nè. Trả góp qua Mboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy 100 triệu thì mình tiếc gì, 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.